Hiền Thanh Audio xin kính chào tất cả các bác nha Em lên sóng rất là nhanh thôi và em cũng thanh lý cho tất cả các bác rất nhiều những con đẩy Những con đẩy liền vang và những con đẩy Zibo của Mỹ này các bác nhìn ơi Một con Zibo của Mỹ các bác nhìn này tụ này Ui má ơi hai cái tụ nó như hai cái bắp đùi của vợ em luôn các bác ạ Khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy con này của nó thì nói thật các bác là nó là thuộc dạng là hàng hiếm Đấy, tuy nhiên thì giá thành của nó thì cũng chỉ bằng một con đẩy tàu để đều thôi các bác ạ anh em ai lấy con zibu này À, Zibibo bát 2 à, Mặt mũi là trước khi gửi đi là dọn dẹp vệ sinh là tốt tát cho các bác đẹp luôn nha Con này của nó rất là ok Anh em ai chưa like thì like cho em Hiền nha Ai chưa đăng ký kênh các bác đăng ký kênh ủng hộ em Hiền luôn nha Thì trên video ngày hôm nay có một con Ivin xịn của Nhật là DSB240 Con này ruột gan là zin keng luôn Các bác ruột gan zin keng luôn Con này của nó là con đẩy liền vang của Nhật Con này công suất cực kỳ là khỏe Em thanh lý cho các bác với giá 800.000 đồng con này này 800 đó, một con Yamaha của Nhật này Em thanh lý cho các bác với giá là 600.000 đồng này các bạn Anh em ai mà đang có nhu cầu mua Các bác bình tĩnh đợi em hiền một chút nha Mua cũng được, không mua không sao Nhưng các bác cố gắng nán lại xem hết video đi Để xem là cái con này của nó có ok hay không Khi ok hãng mua mà chưa ok Thì các bác đừng chốt để đỡ mất thời gian Anh em giải trình các bác ạ Thì tất cả các bác anh em ai mà đang có nhu cầu Chơi karaoke gia đình này đấy, Em có rất nhiều những má đẩy CBX Mà thương hiệu của Mỹ này Đấy, Hackman này, HP700 của Mỹ là một con LA series. Con này của nó cực kỳ khỏe luôn, bù áp 3 cấp. Đấy, đánh hai đôi 30, hai đôi 40, ô văn kê luôn. Con này là con Royal nhá, một thương hiệu đến từ uh, Anh Quốc các bạn Đấy, bắt đầu like thì em Hiền xin được giới thiệu cho tất cả các bác một con đầu tiên nhá. KMS, đấy, con này của nó là 400 này, 400 W các này. Con này của nó là hai kênh. Đấy, anh em ai mà lấy con này thì em để cho bác với giá là 2 triệu đồng này. Con này của nó là một trong những dòng đẩy bàn hàng bãi xịn chạy hai biến áp luôn, đúng không ạ? Hàng bãi xịn chạy hai biến áp luôn và các bác nhìn đây, hệ thống công suất của này. Qua wow, mạnh mẽ luôn. Đây, anh em ai lấy con này em để cho các bác mở giá mở đầu lai là 2 triệu đồng các bác nhá. thấy chưa? Công suất này, đấy, biến áp con này của nó cực kỳ khủng khiếp luôn các bác ơi. Đấy, một con này của nó là một thương hiệu hàng xịn của Mỹ các bác nhá. nếu mà thương hiệu hàng Mỹ mà nó 400 400 nó nó đánh được loa 30 40 là tẹt bô rồi các bác ơi. Và nhìn cái hệ thống ruột gan của nó là khá là đẳng cấp các bạn. Anh em ai lấy con này thì bác chốt luôn em hiền nha Giá thành này quá hợp lý luôn. Mã số 1 là để cho các bác với giá này. KMS này M4000. Bản này của nó thì nó là ok lắm rồi. Đấy, 2 triệu đồng. Anh em ai chốt nhanh khẩn trương. Đấy, bao ship bao sống luôn các bạn ạ. Đấy, tiếp tục này lên cho các bác là một con Vibo các bác này một con Vibo nó cũng là một thương hiệu của, của Mỹ luôn đấy, chạy hai cái tụ to như hai cái gốc chuối hột các bác ơi biến áp nguồn xuyến 3 u đấy hai quạt gió như hai cái quạt trần không biết nó làm gì mà khiếp quá các ạ thì với con này cho các bác xem qua về ruột gan của nó để các bác cảm nhận nhá ruột gan của nó đây trời ơi con này của nó cũng khá là khủng khiếp con này nó cứ tầm khoảng 600 trăm w các nhá sáu trăm w trên một kênh anh em ai lấy con này này em để cho bác với giá này sẽ dọn dẹp à, vệ sinh đẹp luôn đấy hai tụ to như hai cái gốc chuối hột đấy, để cho các bác với giá này hai 2 triệu 200 trăm nghìn đồng bán luôn đấy, không cần bàn cãi luôn các bác ạ anh em ai chốt lấy luôn đấy, tiếp tục nào đấy, tất cả thao tác nhanh nhở lên cho các bác là một con hát man ca này hb bảy dòng này của nó là dòng máy xịn của nó các bác nhé máy xịn luôn anh em ai lấy con này thì các bác chốt luôn em hiền hb 700 trăm Hackman Garden Đấy. Con này của nó là máy của hãng Caret Audio uh, A9 các bác nhỉ, CA9. Thì dòng máy 6 vỉ chạy 12 tụ run xịn của Mỹ. Body của nó có hệ thống giải mã thì con này của nó thuộc dạng là khủng khiếp rồi. Đấy, anh em ai mà chơi con Hackman HB700 này, công suất theo tiêu chuẩn của nó là đạt cực đại cho các bác là 900W trên một kênh. Đấy, mặt của nó là mặt phay nhôm các bác nhá. Mặt phay nhôm. Các bác ai chốt con này em để cho các bác với giá này. 3 triệu 500 nghìn đồng bao vận chuyển luôn cho tất cả các bác luôn bao vận chuyển luôn 3 triệu 500 nghìn bạc Đấy, quá rẻ anh em ai biết một con này này Đấy, tặng cho bác một đôi giác loa nhá tất cả cổng nâng tiếng này tăng decibel có hết hệ thống quạt gió này ruột gan là zin keng tất cả những cái vết này của nó là ở cái điểm cuối của cái giấy ni lông bảo vệ các bác nhá người ta dùng keo người ta tán vào chứ hoàn toàn là không phải cháy hay là sửa chữa thì các bác nhá hệ thống bảo vệ của nó này hắc man bao giờ cũng rất là đỉnh cao anh em ai lấy con này nhá mã số 3 là 3 triệu 500 nghìn đồng luôn các bạn ạ và tiếp tục này em thanh lý cho các bác là một con uh, uh, đẩy roi ồ này hàng tháo phòng các bác ạ đổi đẩy roi ồ hàng tháo phòng như con này của nó thì uh, nó có một cái điểm đỉnh cao là nó chạy theo công nghệ mạch của mạch có lát hát, ruột gan, zin ds một vị driver, hai vị driver ba vị driver con này bù áp rất khỏe, biến áp lớn à, con này của nó thì chạy vừa phét vừa sò các bác nhé, chứ không phải chạy một mình sò à, cho nên là nó là đánh theo cái hệ bù áp, con roi ồ mã LACG này đây, công suất của nó đạt 800W trên một kênh. Các bạn ạ. 800W trên một kênh 8 ohm. Đây, anh em ai chơi hai đôi 40, hai đôi 30 con này của nó là quá đẹp luôn các bác ơi. Royal LA series. Đây, chạy mạch có lát hát 3 cấp độ của áp Em để cho các bác con này với giá là 2 triệu 700 nghìn đồng bao ship toàn quốc. Anh em ai chốt con này các bác lấy luôn cho em hiền. Con này hay lắm các bạn. Tiếng sáng mạnh mẽ và uy lực lắm các bạn. Tiếng sáng mạnh mẽ và uy lực kinh khủng luôn các bác anh em ai lấy con này thì các bác chốt luôn em hiền này đấy nhá đấy, lốc này đây đường vào này chống chập cháy chống quá tải này ok đi con này của nó thì nó rất ít có các bác nhá thi thoảng em mới gặp được mấy con này mã số 4 là hai triệu bảy anh em ai chốt gọi điện luôn tiếp tục lên cho các bác là hai con này pcx một nghìn sáu và pcx hai nghìn bốn thì đối với con pcx một nghìn sáu bác nhá mặt của nó mặt màu trắng sứ đây băng keo này chưa vệ sinh được có nhá con này trước khi gửi đi cho các bác là anh em thọ sẽ dọn dẹp vệ sinh cho các bác là sạch sẽ luôn à, Không để nó bẩn như thế này đâu Mặt màu trắng sứ cực đẹp CBX này 1.600 Thì đối với con này là tất cả hệ thống xử lý nó nằm hết trong này các bác này Mạch của nó mạch còn lát hát các bác nhá Mạch của nó mạch còn lát hát à, Hệ thống biến áp nó nằm đây, hệ thống tụ nó nằm đây Nó kín mít luôn các bác ơi Con CBX này có cũng là một cái thương hiệu trước đây mà em Hiền cũng đã làm rất nhiều loa rồi à, Tuy nhiên là loa này giọt này em Hiền không lấy được đâu các bác ạ Đấy, nó chạy mạch class H, đây là mạch mạch driver này. Con này con CBX 1006 này thì công suất của nó đạt cho các bác là 1200W tức là 600W trên một kênh các bác ạ. 600W trên một kênh. Anh em ai lấy em để cho bác với giá là 2 triệu 3 bạc thôi. Bao ship toàn quốc, bao sống, bao chạy, bao zin các bác nhá. Đấy, 2 triệu 3 bạc thôi anh em ai chốt con này các bác lấy luôn em hiền. Đấy, quả là một con đẩy cực đẹp luôn các bác ơi. Mã số 5 2 triệu 3 này và tiếp tục này con xeý 2004 này em để cho các bác con này với giá là 2 triệu 600.000 đồng con này của nó thì đạt cho các bác là 800w trên một kênh này 800w trên một kênh cbx Đấy, 2400 các bạn 1.600 và 2 4. như con này của nó thì là ruột gan nó y hệt con kia nhưng mà công suất nó lớn hơn tất cả hệ thống xử lý và hệ thống tụ nó nằm hết ở trong cái khung này các bác nhé mã số 6 là 2 triệu 6 anh em ai chốt các bác có thể lấy luôn cho em hiền con này đẹp sang trọng đấy trước khi gửi đi là dọn dẹp vệ sinh đầy đủ đấy ruột gan báo cho các bác là ngon lành cày đào bao tét bao sống và giá này em còn bao ship nữa mã số 6 và trên video ngày hôm nay em thanh lý cho các bác hai con này một con 800 và một con 600 một con Yamaha nó là cái dòng âm ly xem phim của Nhật các bác nhá con này thì em nói luôn là em bán cho các bác với giá này là bán mù à, bởi vì những những dòng này em không bán cho nên là em cũng không, không test Đấy, hệ thống là giải mã, hệ thống cáp quang, hệ thống HDMI đầy đủ luôn. Anh em ừ. ai biết về nó các bác về tự test bán cho các bác với giá bán sát. Một con im ha hàng xịn của Nhật các bác nhá. Mặt mũi cực đẹp. Ai chốt con này các bác lấy này 600 000 đồng Và một con Ivin này, DSB 2040 e thì bọt Đấy, chống hú, con này của nó đầy đủ hết luôn. Con này của nó là Ivin của Nhật. Đấy, trước em hiền bán con này rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì con này của nó chỉ có mỗi một cái điểm là hiện tại bây giờ là em test thì le đã đóng hình như là le vẫn đóng các bạn điện vẫn lên nhưng mà không ra tiếng à, hệ thống giải mã của nó đây anh em ai lấy con này thì em để cho bác khuê giá là 800 k à, con này bị cắt dây rồi đây này cắt dây từ bên nước ngoài các bạn nhá à, hai hệ thống cầu loa in out con này của nó quá khủng khiếp luôn các bạn à. anh em ai lấy con này thì em để cho bác với giá chỉ có 800 k thôi và trên video ngày hôm nay em hiền có rất nhiều những món đồ hay anh em ai chưa like thì like em hiền Ai chưa đăng ký kênh các bác đăng ký kênh ủng hộ em Hiền và nhớ bật chuông thông báo lên để chúng ta sẽ theo dõi những video tiếp theo các bác nhé. Và trong những ngày tới thì em Hiền sẽ giới thiệu cho các bác một lô đẩy liền vang Pioneer hàng xịn của Nhật. Đấy và em Hiền sẽ test cho tất cả các bác chúng ta nghe với mức giá loanh quanh từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu một con. Đấy, toàn hàng xịn của Nhật thì các bác Anh em ai chốt đơn thì liên hệ nhá. Nhớ cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh và chúng ta chia sẻ mạnh tay để video này sẽ đông vui hơn các bác nhá. Xin chào anh em.